Các em học sinh thân mến, trong bài học hôm nay, cô và các em cùng nhau ôn tập một chủ đề vô cùng lý thú. Chủ đề này nằm xuyên suốt trong chương trình tiếng Anh lớp 10, 11, 12. Đó là chủ đề động từ khuyết thiếu. Cô hy vọng sau bài học này, các em sẽ nắm chắc kiến thức về động từ khuyết thiếu và tự tin khi sử dụng chúng. Trong chuyên đề động từ khuyết thiếu, chúng ta cùng nhau nghiên cứu những nội dung sau. First, list of modal verbs, nhóm các động từ khuyết thiếu. Second, characteristic of modal verbs, đặc điểm của động từ khuyết thiếu. Third, modal verbs in active and passive voice, động từ khuyết thiếu ở thể chủ động và bị động. Fourth, modal verbs in prediction, phỏng đoán của động từ khuyết thiếu. The next one, phần cuối cùng, exercise C, các dạng bài tập thuộc. Chúng ta cùng chuyển sang phần đầu tiên của chuyên đề List of modal verbs, nhóm các động từ khuyết thiếu. Nhóm đầu tiên, can, could, có thể. Nhóm 2, may, might, có lẽ, có thể. Nhóm số 3, should, bằng had better, bằng ought to, là nên, tốt hơn. Nhóm số 4, must, bằng have to, là phải. Nhóm số 5, will, shall, là sẽ. Nhóm số 6, need, là cần. Nhóm số 7, used to, đã từng. Nhóm cuối cùng, dare, dám. Trong 8 nhóm động từ khuyết thiếu này, con lưu ý một nhóm, đó là must và have to. Must dịch là phải, chỉ sự bắt buộc của người nói. Còn have to, phải, chỉ sự bắt buộc do hoàn cảnh. Vậy các em nhớ cho cô 8 nhóm động từ khuyết thiếu trên. Cô trò chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo của chuyên đề Characteristic of modal verb, đặc điểm của động từ khuyết thiếu. And the first one, they are equal for all persons and both numbers. Đặc điểm đầu tiên, động từ khuyết thiếu đi với tất cả các chủ ngữ, không phân biệt số ít hay số nhiều. Và dưới đây là ba ví dụ minh họa. I can speak English. He can speak English. My students can speak English. Các em chú ý vào chủ ngữ của ba ví dụ trên. Ví dụ 1, chủ ngữ là I, ngôi thứ nhất số ít. Chủ ngữ câu số 2, đó là he, ngôi thứ 3 số ít. Và chủ ngữ của câu 3, my students, là danh từ số nhiều. Khi đổi các chủ ngữ thì động từ khuyết thiếu can không hề thay đổi. Ba ví dụ trên minh họa cho đặc điểm động từ khuyết thiếu đi với tất cả các chủ ngữ, không phân biệt số ít hay số nhiều. Đặc điểm thứ hai của động từ khuyết thiếu đó là modal verbs are followed by bare infinitive. Động từ khuyết thiếu được theo sau bởi verb nguyên thể không tu. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu ba ví dụ dưới đây. Ví dụ 1, married women mustn't pursue a career. Trong ví dụ 1, động từ khuyết thiếu đó là mustn't và được theo sau bởi verb nguyên thể không tu pursue. Ví dụ 2, English should be practiced every day. Động từ khuyết thiếu trong ví dụ 2 đó là should, được theo sau bởi verb nguyên thể không tu là be practiced. Trong ví dụ 3, it might rain tonight. Động từ khuyết thiếu đó là might và được theo sau bởi verb nguyên thể không tu rain. Các em chú ý vào những động từ của dạng đuôi đỏ, đây là những verb nguyên thể không tu. Và ba ví dụ trên minh họa cho đặc điểm thứ hai của động từ khuyết thiếu là động từ khuyết thiếu được theo sau bởi verb nguyên thể không tu. Chúng ta chuyển sang đặc điểm cuối cùng của động từ khuyết thiếu. They don't need an auxiliary to form interrogative or negative. Động từ khuyết thiếu không cần bất cứ trợ động từ nào khi chuyển sang thể nghi vấn hoặc thể phủ định. In negative, ở thể phủ định, chúng ta việc thêm not vào sau động từ khuyết thiếu. Chủ ngữ cộng modal verb cộng not cộng bare infinitive. In interrogative, ở thể nghi vấn,
đảo động từ khuyết thiếu lên trước chủ ngữ, modal verb cộng chủ ngữ cộng be infinitive. Như vậy, cô trò chúng ta vừa nghiên cứu ba đặc điểm của động từ khuyết thiếu. Đặc điểm đầu tiên, động từ khuyết thiếu đi với tất cả các chủ ngữ, không phân biệt số ít hay số nhiều. Đặc điểm thứ hai, động từ khuyết thiếu được theo sau bởi verb nguyên thể không to. Và đặc điểm cuối cùng, khi chuyển sang thể phủ định hoặc nghi vấn, không phải mượn bất cứ động từ nào cho động từ khuyết thiếu. Cô trò chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo của chuyên đề Modal Verb in Active Voice and Passive Voice, động từ khuyết thiếu ở thể chủ động và bị động. In Active Voice, ở thể chủ động, chúng ta có công thức sau: chủ ngữ cộng modal verb cộng be infinitive. Thể phủ định, chủ ngữ cộng modal verb cộng not cộng be infinitive. Ở thể nghi vấn, modal verb cộng chủ ngữ cộng be infinitive. Ví dụ, I can speak English. Trong ví dụ trên, I đóng vai trò làm chủ ngữ, can là động từ khuyết thiếu, speak là verb nguyên thể không to, English là tân ngữ. Muốn chuyển câu trên sang câu phủ định, chúng ta có như sau: I cannot speak English. Và chuyển sang nghi vấn, đó là can you speak English? Modal verb in passive voice, động từ khuyết thiếu ở thể bị động. Chúng ta có công thức sau: thể khẳng định, chủ ngữ cộng modal verb cộng be cộng phân tử 2. Thể phủ định, chủ ngữ cộng modal verb cộng not cộng be phân tử 2. Và nghi vấn, đó là modal verb cộng chủ ngữ cộng be cộng phân tử 2. Ví dụ minh họa cho công thức trên đó là English can be spoken all over the world. Trong ví dụ này, English đóng vai trò làm chủ ngữ, can là động từ khuyết thiếu, be spoken đó là be phân tử 2, all over the world đó là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Trong phần bị động của động từ khuyết thiếu, chúng ta cần lưu ý về trường hợp đặc biệt với động từ need. Need vừa đóng vai trò là động từ khuyết thiếu, vừa đóng vai trò là động thường, cho nên trong thể bị động sau need có hai dạng động từ: một là verb in, hai là to be phân tử 2. Nếu need là động từ khuyết thiếu thì bị động đó là chủ ngữ cộng need cộng verb in. Nếu need là động từ thường, chúng ta sẽ có bị động đó là chủ ngữ cộng need cộng to be phân tử 2. Cô trò chúng ta vừa ôn tập được ba nội dung của chuyên đề động từ khuyết thiếu, đó là nhóm các động từ khuyết thiếu, đặc điểm của động từ khuyết thiếu và động từ khuyết thiếu ở thể chủ động và bị động. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần 4 của chuyên đề Modal Verb in Prediction, phỏng đoán của động từ khuyết thiếu. Phần phỏng đoán của động từ khuyết thiếu, cô sẽ giới thiệu cho em các cụm cơ bản sau. Cụm 1, must have và phân tử 2. Các bạn em dịch là chắc chắn đã làm gì. 2. Can't have và phân tử 2, chắc chắn đã không làm gì. Phần cụm 1 và cụm 2 có nghĩa trái ngược với nhau, và trong câu thường có dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Cụm thứ 3, may, might, could have và phân tử 2, có lẽ đã làm gì, điều đó là chưa chắc chắn. Cụm thứ 4, should have và phân tử 2, con lẽ nên làm gì, nhưng bản chất là chưa làm. Và một năm, đó là need to have và phân tử 2, con lẽ cần làm gì, cần làm nhưng mà bản chất là chưa làm. Để hiểu rõ hơn về phần lý thuyết cô đã cung cấp ở trên, cô và các em cùng nhau giải quyết một số dạng bài tập thường gặp với chuyên đề động từ khuyết thiếu. Exercise 1. Choose the best option to complete sentence. Chọn đáp án đúng hoàn thành câu. Với bài tập 1 này, các bạn nên dành 5 phút để tự làm. Sau khi thời gian kết thúc, các em có thể dựa vào gợi ý của cô sau đây để check đáp án. Number 1. We stop when the traffic lights are red. A. Must. B. Should. C. Is to. And D. May. Với câu số 1 này, chúng ta phải chọn một trong bốn động từ khuyết thiếu điền vào chỗ trống. Để chọn được đáp án đúng,
Trước tiên chúng ta phải nhớ được nghĩa của các động từ viết thiếu. A must, phải. B should, nên. C used to, đã từng. And D may, có lẽ. Dựa vào các từ khóa trong câu dẫn, đó là stop và the traffic light are red. Đáp án đúng sẽ là A, must. Chúng ta phải dừng khi đèn giao thông màu đỏ. Number 2. Remember to bring a raincoat with you. It rains later. Tương tự như câu số 1, câu số 2 cũng chọn một trong bốn động từ viết thiếu điền vào chỗ trống. Và dựa vào từ khóa đó là bring a raincoat và động từ rain, chúng ta sẽ có đáp án đúng, đó là may. Nhớ phải mang theo áo mưa, trời có lẽ sẽ mưa đó. Number 3. Mary didn't come to connect yesterday. She might at home. A stay, B stayed, C have stayed, and D to stay. Trước tiên là dựa vào động từ viết thiếu might, chúng ta có thể dễ dàng loại được đáp án D, to stay, dựa vào đặc điểm của động từ viết thiếu. Vậy đáp án đúng ở đây bây giờ có thể sẽ là A stay, B stayed, C have stayed. Tiếp theo dựa vào câu dẫn đó là Mary didn't come to connect yesterday. Mary không đến lớp ngày hôm qua. Chúng ta sẽ xác định được đây là phỏng đoán của động từ huyết thiếu trong quá khứ. Và đáp án đúng đó là have stayed. Câu số 4. The student must the instruction strictly. Tương tự câu số 3, chúng ta sẽ có từ khóa đầu tiên đó là từ must, động từ khuyết thiếu, và chúng ta dễ dàng loại được đáp án C và đáp án D dựa vào đặc điểm của động từ khuyết thiếu. Đáp án đúng này bây giờ chỉ có thể là A, B, be followed, or B followed. Và dựa vào chủ ngữ đó là the student và ý nghĩa của động của câu, chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án đúng đó là follow. Học sinh phải tuân theo những hướng dẫn một cách nghiêm khắc. Và câu 5. Home assignment need before going to school. Từ khóa ở câu số 5 này đó là động từ khuyết thiếu need. Và dựa vào chủ ngữ đó là home assignment, chúng ta dễ dàng nhận biết được đáp án đó là A, doing. Nhiều bạn sẽ nhầm lẫn trong câu này, chọn đáp án cả A và C, đó là đáp án D. Vậy tại sao đáp án D lại là đáp án sai? Thì need ở đây là động từ khuyết thiếu, không là động từ do chủ ngữ là home assignment là số ít. Nên need ở đây sẽ là động từ khuyết thiếu, không thể là động từ thường. Vậy khi nó không là động từ thường thì không thể chọn là đáp án C. Và khi đáp án C sai thì đáp án D cũng sai. Vậy bài tập số 1 này chúng ta sẽ có những dạng thường gặp sau. Với câu 1, số câu 2 đó là điền động từ khuyết thiếu vào chỗ trống. Câu 3, câu 4, câu 5 đó là cho sẵn động từ khuyết thiếu, các em chọn dạng của động từ điền vào chỗ trống. Và thêm phần nữa đó là phân biệt cho cô chủ động hay bị động. Cô chờ chúng ta cùng chuyển sang dạng tiếp theo của động từ khuyết thiếu. Đó là rewrite the following sentences using the passive voice. Chuyển các câu sau sang thể bị động. Để chuyển được câu từ chủ động sang bị động, cô giáo sẽ hướng dẫn các em cách chuyển như sau. Trong câu chủ động, các em phải phân tích được cho cô các thành phần của câu, gồm chủ ngữ, động từ khuyết thiếu, phúc nguyên thể không tu và tân ngữ. Khi chuyển từ chủ động sang bị động, các em đặt tân ngữ lên làm chủ ngữ, hạ động từ khuyết thiếu, sau đó là be, và phân từ hai của động từ nguyên thể không tu trong câu chủ động. Với câu 1, các em dễ dàng nhận được chủ ngữ của câu đó là a student, động từ khuyết thiếu là must, right là verb nguyên thể không tu, an essay on the gender equality là tân ngữ. Vậy chúng ta sẽ chuyển như sau. An essay on gender must be written by a student.
Với câu 2, they can open this exit door in case of emergency. Chủ ngữ là they, can là động từ khuyết thiếu, open là verb nguyên thể không tu. This exit door là tân ngữ. Vậy chúng ta có thể chuyển sang câu bị động như sau. This exit door can be opened in case of emergency. Number 3. They might give my mother an order. Chúng ta cùng nhau phân tích câu 3. They là chủ ngữ, might động từ khuyết thiếu, give và verb nguyên thể không tu. My mother là tân ngữ 1 hay còn gọi là tân ngữ trực tiếp. An order là tân ngữ 2 hay gọi là tân ngữ gián tiếp. Sau câu 3 có hai tân ngữ nên chúng ta có hai cách chuyển sang câu bị động như sau. Cách 1. My mother might be given an order. Cách 2. An order might be given to my mother. Cách 1 và cách 2 khác nhau ở dưới từ to, bởi vì áp dụng công thức give something to somebody. Chúng ta chuyển sang câu số 4. The Vietnamese government will make more progress in gender equality. Vậy chủ ngữ câu 4 đó là The Vietnamese government will là động từ khuyết thiếu, make verb nguyên thể không tu, more progress in gender equality là tân ngữ. Áp dụng đúng công thức cách chuyển, chúng ta sẽ có câu bị động như sau. More progress in gender equality will be made by the Vietnamese government. And the last one, câu 5. They need to read this instruction carefully before using it. They ở đây đóng vai trò làm chủ ngữ. Need là động từ khuyết thiếu. Read là verb nguyên thể không tu. This instruction làm tân ngữ. Vậy chúng ta sẽ cách chuyển như sau. This instruction need reading carefully before using it. Nhiều bạn sẽ nhầm lẫn câu 5. Need ở đây là từ thường và động từ khuyết thiếu vì chủ ngữ là they. Tuy nhiên chúng ta sẽ dựa vào động từ phía sau đó là động từ reader với nguyên thể không tu. Các bạn sẵn sàng chắc chắn khẳng định need là động từ khuyết thiếu. Cô chú chúng ta tiếp tục chuyển sang một dạng bài thường gặp nữa trong chuyên đề động từ khuyết thiếu, đó là exercise 3. Find out one mistake in each sentence then correct it. Tìm và sửa một lỗi sai trong câu. Với bài tập số 3 này, các em nên dành 4 phút để tự làm. Sau khi làm xong, các bạn tham khảo lời hướng dẫn của cô dưới đây để kiểm tra đáp án. Number 1. Our class might choosing none to represent us in the school youth union. Với từ khóa là might, vậy lỗi sai trong câu sẽ là choosing. Bởi đặc điểm khuyết thiếu của từ động từ khuyết, đặc điểm của động từ khuyết thiếu might đó là sau đó là verb nguyên thể không tu, không thể là một verb thêm doing. Vậy chúng ta sẽ chuyển choosing thành choose. Lớp tôi có lẽ sẽ chọn Lan đại diện tham gia vào đoàn thanh niên. Câu 2. Discrimination against women and girls can reduce. Với chủ ngữ là discrimination against women and girls, sự phân biệt đối xử giữa với phụ nữ và các bé gái, đó là chủ ngữ chỉ sự việc, nên câu này sẽ là câu bị động. Và lỗi sai đó là reduce chuyển thành be reduced. Câu số 3. Jeanette did very badly on last exam. She should study harder. Với dấu hiệu nhận biết rõ ràng đó là last exam và did very badly, nên lỗi sai của câu số 3 đó là should study chuyển thành should have studied, phỏng đoán trong quá khứ. Jenny nên học chăm hơn nhưng mà không học, vì vậy đã làm bài thi rất nặng tồi. Chuyển câu 4. Global warming is a serious problem. It needs to solve immediately.
Lưu ý từ chủ ngữ ít trong câu 2 chính là thay thế cho chủ ngữ global warming trong câu số 1. Global warming có nghĩa là lên của trái đất. Câu này sẽ là câu bị động. Và từ khóa tiếp theo đó là need. Động bị động của động từ need. Có ở đây need là động từ khuyết thiếu, vậy sai là to serve và chuyển thành serving. Sau khi ôn tập chuyên đề động từ khuyết thiếu, các em cần nắm chắc cho cô được những nội dung sau. The first list of modal verbs, 8 nhóm động từ khuyết thiếu như cô giáo đã trình bày ở trên. The second characteristic of modal verb, có 3 đặc điểm của động từ khuyết thiếu. Đặc điểm đầu tiên đó là động từ khuyết thiếu đi với tất cả các chủ ngữ, không phân biệt số ít hay số nhiều. Đặc điểm thứ hai, động từ khuyết thiếu được theo sau bởi verb nguyên thể không to. Đặc điểm thứ ba, khi chuyển sang thể phủ định và nghi vấn không phải mượn bất cứ trợ động từ nào. The third, modal verb in active and passive voice, động từ khuyết thiếu ở thể chủ động và bị động. In active voice, ở thể chủ động, chúng ta có công thức sau: chủ ngữ cộng động từ khuyết thiếu cộng verb nguyên thể không to. Phủ định, chủ ngữ cộng động từ khuyết thiếu cộng not cộng verb nguyên thể không to. Nghi vấn, đảo động từ khuyết thiếu lên trước chủ ngữ. In passive voice, ở thể bị động, chúng ta có công thức sau: chủ ngữ cộng động từ khuyết thiếu cộng be cộng phân từ 2. Phủ định, chủ ngữ cộng động từ khuyết thiếu cộng not cộng be cộng phân từ 2. Nghi vấn, động từ khuyết thiếu cộng chủ ngữ cộng với be cộng phân từ 2. The fourth modal verb in prediction, phỏng đoán của động từ khuyết thiếu trong quá khứ. Vậy dấu hiệu nhận biết của phần này đó là thường động từ chỉ ở thì quá khứ hoặc dấu hiệu ở quá khứ rõ ràng. Và có 5 nhóm phỏng đoán của động từ khuyết thiếu. The first, nhóm đầu tiên, mà must have và phân từ 2, chắc chắn đã làm gì. Can't have và phân từ 2, chắc chắn đã không làm gì. May, might, could have và phân từ 2, có lẽ đã làm gì. Should have và phân từ 2, có lẽ nên làm gì. Và need have và phân từ 2, có lẽ cần làm gì. Và một số dạng bài tập liên quan đến modal verb gồm những dạng bài tập sau. Một là điền các động từ khuyết thiếu vào chỗ trống. Dạng 2 là điền dạng động từ sau động từ khuyết thiếu. Vậy từ đặc điểm số 2, số 3, số 4 chúng ta có những dạng động từ đi sau động từ khuyết thiếu như sau: một là verb nguyên thể không to, hai là be phân từ 2 và ba đó là have và phân từ 2. Và phần cuối cùng là chuyển động từ khuyết thiếu từ chủ động sang bị động. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe bài.